Thưa quý vị, với hơn 50 bài viết, báo cáo, tham luận gửi về cùng những thảo luận tâm huyết tại Hội thảo Khoa học Quốc gia 200 năm kênh kinh tế, giá trị lịch sử và tầm nhìn tương lai, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia trong cả nước đã làm rõ và khẳng định thêm giá trị lịch sử to lớn, vai trò quan trọng của kênh kinh tế trên nhiều phương diện. Công trình không chỉ là minh chứng cho sự sáng suốt tài tình của các bậc tiền nhân trong chinh phục thiên nhiên, khai khẩn vùng đất phương Nam, phát triển kinh tế, bàn giao, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược trong việc khẳng định chủ quyền lãnh thổ và củng cố sức mạnh quốc phòng. Vùng biên giới Tây Nam, đặc biệt là vùng Châu Đốc Hà Tiên, vùng đất quan trọng của Nam Bộ, đồng thời có vị trí then chốt đối với công cuộc bảo vệ chủ quyền dân tộc. Yêu cầu bảo vệ và phát triển vùng đất này là một vấn đề trọng yếu. Do vậy, Triều Nguyễn đã nỗ lực không ngừng trong kế sách thực thi và bảo vệ vững chắc vùng biên giới Tây Nam. Trong đó, đào kênh Vĩnh Tế nối liền từ Châu Đốc đến Hà Tiên được xem là một trong những giải pháp chiến lược và mang đậm dấu ấn của chiến lược bảo vệ biên cương Tổ quốc giai đoạn nửa đầu thế kỷ 19. Tại Hội thảo Khoa học Quốc gia 200 năm kênh Vĩnh Tế, giá trị lịch sử và tầm nhìn tương lai, bên cạnh các bài viết tập trung làm rõ vai trò lịch sử, những đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của kênh Vĩnh Tế, đưa ra những kiến nghị đề xuất trong việc phát huy giá trị to lớn của con kênh ở hiện tại và tương lai. Có rất nhiều bài khẳng định tầm quan trọng của kênh Vĩnh Tế trong bảo vệ chủ quyền, giữ vững quốc phòng an ninh ở biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Điển hình như khai đào kênh Vĩnh Tế, tầm nhìn chiến lược của vua Gia Long trong công tác quốc phòng an ninh và bảo hộ chân lạp của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Duệ, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Sử học Việt Nam. Kênh Vĩnh Tế trong công cuộc phòng thủ và bảo vệ vùng biên giới Tây Nam dưới Triều Nguyễn của Tiến sĩ Dương Thế Hiền, trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Kênh Vĩnh Tế dấu ấn lịch sử biên giới đất liền vùng Châu Đốc Hà Tiên nửa đầu thế kỷ 19 của nhóm tác giả trường Đại học Cần Thơ. Trong bài tham luận trình bày tại hội thảo kênh Vĩnh Tế, những dấu ấn đặc sắc dưới góc độ quân sự quốc phòng, Thiếu tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Quang Đạo, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam đã khẳng định, việc thiết kế và thi công tuyến kênh sát biên giới cho thấy tầm nhìn vượt thời đại của vua quan nhà Nguyễn lúc đó. Kênh Vĩnh Tế không chỉ là công trình lịch sử ở vùng đồng bằng sông Cửu Long mà còn là chiến hào kỳ vĩ, một chiến lũy hiên ngang nơi biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Con kênh nó như một cái chiến hào kỳ vĩ, nó rộng hàng 30 thước, sâu hàng 3,5 mét, chiều dài 91 km dọc suốt Châu Đốc đến Kiên Giang, đổ ra biển Tây. Rõ ràng như thế, đó là một cái chiến hào mà nếu nó hoàn thành thì nó trở thành một cái chiến hào mà trong điều kiện tác chiến của thời kỳ những năm thế kỷ 17, 18 thì rõ ràng đây là một cái trở ngại rất lớn nếu như kẻ nào có được xâm lược. Đào con kênh đó để tăng cường cái khả năng kinh tế của người dân, tạo điều kiện cho cư dân ở vùng đất này lập nghiệp làm ăn sinh sống, và khi mà người dân làm ăn sinh sống tụ tập ngày càng đông thì cái sức người trong sản xuất kinh doanh và đặc biệt sức người trong bảo vệ Tổ quốc sẽ được tăng lên. 200 năm đi qua, công trình kỳ vĩ này vẫn vẹn nguyên giá trị đó, vẫn là chiến lũy hiên ngang bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Hiện nay nếu như mà nhìn nhận dưới góc độ thời buổi hiện đại, nhất là trong điều kiện bảo vệ Tổ quốc, trong điều kiện thế giới đang chứng kiến những cuộc chiến tranh với vũ khí công nghệ cao rất hiện đại, thì chúng ta tưởng rằng vấn đề kênh kinh tế trở thành cái gì đó lạc hậu, không cần thiết. Nhưng theo tôi nghĩ không phải. Nó vẫn hiện hữu trong chúng ta ở mấy vấn đề. Thứ nhất, nó vẫn là cái biên giới tự nhiên cùng với hệ thống đồn bốt về biên giới của chúng ta trở thành cái lực cản đối bất kỳ kẻ xâm lược nào. Bởi vì cho dù cuộc tiến công xâm lược nào kẻ thù, dù rằng công nghệ mấy nữa nhưng cuối cùng vẫn phải dựa vào sức con người cầm vũ khí đó. Cuộc chiến Ukraine hiện nay với Nga chẳng hạn thể hiện rất rõ cái vai trò con người trong tác chiến. Không vũ khí nào thay thế được cái đó. Vì vậy vẫn phải có những con người sử dụng những vũ khí đó, tiến công như thế nào, phòng thủ như thế nào. Và kể cả tiến công cũng như phòng thủ, chúng ta đều cần đến con kênh Vĩnh Tế với tư cách là vật cản mà cha ông đã để lại cho chúng ta. Đó là một vấn đề. Vấn đề thứ hai, trong chiến tranh hiện đại hiện nay, rõ ràng muốn làm gì thì làm, vẫn phải dựa trên nền tảng và sức mạnh kinh tế. Nếu như kênh Vĩnh Tế tồn tại và phát huy được, thì nó sẽ phát triển cái vùng kinh tế tứ giác Long Xuyên và toàn bộ vùng đất Nam Bộ. Và như thế, đồng bào ta sẽ có cơm ăn áo mặc, dân chủ, xã hội công bằng văn minh hơn, và văn hóa xã hội phát triển, và sức mạnh quốc phòng của người dân, sức mạnh lòng dân sẽ trở thành cái sức mạnh thiêng liêng để bảo vệ Tổ quốc. Kênh Vĩnh Tế như một chiến hào nhân tạo dài và rộng, đủ độ sâu cần thiết,
ngăn chặn âm mưu và hành động xâm lấn của đối phương. Chẳng những khẳng định chủ quyền lãnh thổ mà dòng kênh còn là một thực thể hiển nhiên bảo vệ tổ quốc, bảo vệ cuộc sống yên bình của nhân dân. Việc thiết kế và thi công tuyến kênh gần dọc biên giới cho thấy tầm nhìn vượt thời đại của vua Quan nhà Nguyễn lúc bấy giờ, đánh dấu một mốc son lịch sử trong tiến trình dựng nước và giữ nước của dân tộc và để lại cho chúng ta hôm nay một chiến lũy hiên ngang mà thơ mộng giữa vùng trời đất nơi biên cương.